Ok, và hello anh em nhá, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thế Di đây. Và chúng ta hôm nay sẽ thuộc về series đó chính là Pokemon Unite nha anh em. Và hiện tại đang không có rừng anh em ạ. Không có rừng thì chọn con nào đấy. Absol thì có vẻ là sẽ hơi bị mệt. Rồi, Absol cũng được anh em ạ. Absol nhá, tôi sẽ đi Absol đi rừng nhá. Tại vì các bạn định chọn mấy con tướng kia nhưng mà không được. Mình chọn con tướng tăng ấy, nhưng mà có tăng rồi. Bên nó cũng có áp so luôn, bên nó có Gachom, Gachom tiệc bể bơi kìa, đẹp dã man luôn. Có Mr. Mai, ok, rồi chúng ta sẽ sử dụng chiêu Phoenix đi rừng thẳng luôn nha. Con này phải đi rừng anh em, phải farm nhanh, thật nhanh, phải farm rất nhanh. Hy vọng sẽ không bị ai tranh rừng ha. Con này đi rừng rất là nhanh anh em ạ, thần tốc lắm. Xong rồi mình sẽ tùy theo cái đường mình lựa chọn là mình sẽ lên gank hoặc là như thế nào đấy. Ok boys, bây giờ có Gachom à, bây giờ có Gachom, bây giờ có rất là nhiều con à. Khó chịu à, có cả con ma luôn kìa. Úi xưa, chết rồi. Nice slash, chúng ta dùng cái nice slash này. Tốt 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 tốt. Ok, chúng ta đang rất là ổn luôn anh em ạ. Rất là ổn cái boss này luôn. Với 22 cái. Rồi, phá trụ anh em ạ. Phá nhà chắc là trận này mình lại gánh thôi. Tôi đoán trận này tôi sẽ gánh thôi. Tiếp tục gánh thôi. Ok boy. Xuống dưới nào. Các bạn cứ giữ cái trụ lên đi, tôi sẽ xuống dưới để mình gọi là canh con này. Nó sẽ là hơi bị khó khăn á, mình sẽ lấy thêm cái chiêu Pursuit để đi đánh cho nó sẽ dễ hơn. Rồi, Sucker Spun. Ok boy. Ồ, may quá nó đẩy mình về anh em ạ. May quá nó đẩy mình về nha. May nó đẩy mình về, không ở đấy mình tèo. Sẽ khá khó chơi. Nếu mà nó không đẩy mình về là mình cũng chết được đấy. Tôi đang đợi cái cục máu ở đây nó hiện lên để tôi ăn. Rồi, một bé. Cái tuổi gì mà đánh tao? Cứ không đủ tuổi mà đánh tao luôn nhá. Nó gọi là đỉnh cao của Absol rồi anh em. Absol tôi đỉnh lắm rồi. Không phải nói nhá, không phải nói nhiều. Chúng ta có cái UMU cơ. Ăn cái đống crab rồi đó, xong rồi sao. 3, 2, 1. Chết hết mà người ta bảo giết hết mà. Ơ, nhầm. Nhưng mà tôi giết hết bọn này mà anh em ơi. Tôi giết hết bọn này luôn. Team nó cùi quá nên tôi phải giết hết bọn này. Tôi đấm được cái này trong vòng một nốt nhạc á. Rồi, nice. Nice culture. Mà nổi đấy. Một cân ba, một cân ba. Mình có thể vòng thêm lần nữa anh em, nhưng mà dính độc rồi. Tôi sẽ ăn cục máu ấy. Một bé, hai bé, ba bé, ok.
hai bé. Rồi, nice. Nó đỡ nào được cứng. Đỡ nào được cứng ơi. Đỡ nào được cứng ơi. Anh không thích đánh thì thôi nha. Một khi mà anh cân tim thì nó là đáng sợ luôn. Yeah. Một khi cân tim thì nó đáng sợ thật sự luôn. Nổi gì đây? Tao không thèm giết mày thì thôi. Láo thật. Chết luôn. Lao. Lao. Ok ok, có một con trên này nữa này. Ăn nhanh lắm bạn. Ăn nhanh lắm bạn ơi. Có mấy con nó khá là hay, nó đi vòng xuống dưới nhá, nó đẩy xuống dưới luôn, rất tốt luôn. Ok boy, chắc đi đường này thì về hay là như thế nào đây, tôi không rõ lắm. Mẹ nó hai con nó vào rừng luôn anh em ạ. Một con. Tao solo với mày luôn đi. Tao solo với mày luôn. À chết, đau 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 đau. Đau 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 đau. Hai con nổi và dừng với chúng ta để đánh nhá. Tuổi tôm. Xin lỗi tuổi nhá. Ok 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 ok. À con này đã. Đánh nhanh, chúng ta level 12 rồi. Ok boy. Nhờn, ok. Đây. Chạy đâu, xuyên tường mà anh em. Tôi xuyên tường mà. Mũ à? Cái đây kìa. Thằng này chết thay. Thằng này chết thay anh ạ. Thằng này chết thay. Chết thay thì xin mạng. Yeah. 50 luôn. Ok boy. Ok, nó đi vòng đằng sau anh em ạ. Quá khó chịu à. Thêm được 6 điểm. Cũng có vẻ là gớm mà, ghê gớm mà. Hello. Một bé. Nhờn, ok. Hay lắm. Một mình cân được team mà. Team này tuổi gì? Chắc cứ đợi xung quanh cái khu vực này kiểu gì nó cũng sẽ ra ha. Chúng ta giết bao nhiêu mạng? 20 mạng chưa? Ui, 20 mạng rồi anh em ạ. 20 mạng luôn ạ. Chết đấy. Ngáo thật sự luôn. Sao cứ chạy lưng ta linh tinh nhỉ? Làm gì? Mà nó yếu lắm, đánh nào được. What the hell ơi. Nên làm gì vậy? Ngáo à? Chết rồi, đánh cái này. Ui dồi ôi, nó giết mình em ạ. Ok. Kìa, socket punch kìa, thằng kia nó vào, nó giết nó, nice, hay lắm. Chúng ta đánh kinh giết được thêm 2 mạng nữa trong này.
nhưng về khả năng đẩy ném của mình thì lại hơi ít nha. Phải khác bọt chứ nhỉ, đúng không? Tôi chơi con áp so này khỏe dã man, hề rẻ khỏe kinh hoàng. Nếu các bạn mà thắng được luôn đấy thì giết hai con rồi, con kia nó dùng anti-u anh em ạ. Tôi không anti-u, tôi không anti-u. Pikachu lên làm cái méo gì nhỉ? Không làm gì đâu mà nó cay cú mình các bạn. Với những con rất là mạnh nhưng mà không thể ăn nổi luôn. Với 22 mạng thì chúng ta thấy hoàn hảo trong một cái trận chiến 185 cầu ném với 22 mạng. Rồi và chúng ta sẽ kết thúc nhé.